chưa biết là xử lý như nào, bây giờ tôi đang thử cách nhất lấy xà phòng cái này, cái bè này này để xử lý đám rêu này. Còn đây tôi phải ngâm cho 5 lọ oxy già và ngâm 3 ngày, nhưng mà cực kỳ khó, đại rửa cứng đầu, cho xà phòng Omo tẩy từ sáng là khoảng tiếng rồi không hiệu quả, cực kỳ cứng đầu, không hiểu loại rêu gì bám kinh khủng. Thế nên là các bạn lưu ý là khi mà mình chơi về thủy sinh ấy, đừng có để nó bẩn như này, chỉ cần một mầm mống nhỏ rêu là các bạn nên phải tẩy rửa ngay. Hôm nay tôi phải đi tìm cái này vậy mới có hiệu quả không. Đây bây giờ phương pháp tiếp theo là phải dùng cái giấm này, giấm chua này. Lúc nữa mà giấm chua thì không được thì có thể phải dùng đến chanh thử xem như nào. Giờ tôi phải thử cái giấm để bôi vào đây xem như nào. Loại hóa chất này các bạn nhớ phải đeo tay này, đeo vào tay này. Rất nguy hiểm. Chán thua dùng loại này, ngon thua. Đây xà phòng cỏ chơ không ngăn thù rồi. Không xin gì sợ mình nhớ đời rồi, chơi loại này này cạo xong rồi cái này lúc kỳ tích chơi cũng phải khổ quá các bạn, đẹp ngắm thì sướng lắm nhưng mà chỉ cần lười để vận bận việc một thời gian mà mình không để ý nó là nó lên rêu. Cái này bạn ấy từ hôm Tết Nguyên Đán rồi, hôm nay là tháng tháng năm tháng tư tháng ba âm lịch, tới khoảng 3 tháng mình không để ý, tức là mình cũng chủ quan tưởng là nó bình thường như vậy, chả bao giờ bị như vậy. Cái bài này 2 năm này thấy à, rất là sợ. Giờ là chỉ có cái giấm thôi, có giấm chua nữa. Phương pháp này các bạn xem, đây là chanh bộ ra thì cho ăn thua rồi, chanh bộ ra và sau một buổi sáng thì nó trong vắt như này, còn đi kính nó trong nói chung là không cái gì ngoài tranh vắt vào.